3 năm nay báo chí đều nói khởi tố 3 hành vi, có kết luận ADN về loạn luân, đúng không? Tôi có nói có sai không? Báo chí đó, tôi đã dẫn chứng cho các bạn ở trên tất cộng đồng, những gì tôi muốn nói tôi đều dẫn chứng hết. Ủa vậy là sao khởi tố? Anh chưa có vụ báo chí đăng rõ ràng luôn đó, là có kết quả giám định ADN. Ông Vân có trùng huyết như những đứa trẻ, vậy thì sao chờ không khởi tố? Thứ hai nữa, đó là chính bản thân cậu Nguyễn Sim, ông thầy thuốc nổ Hoàng Quanh, Thám Tường Cao, Phan Phong, tôi sẽ gửi cho cậu cái clip đó, nghe lại cho vui. Đã nói có loạn luân từ lâu rồi, vậy thì sao không khởi tố? Tại sao không khởi tố? Trả lời cho tôi. Cái ADN lấy bao nhiêu lần rồi? Hả? Bắt đầu từ khi có kết quả giám định, kết luận giám định, kết quả giám định ADN. Từ 23 tháng 10 cho đến đây. Trần Quốc Vũ, cậu cho tôi một bài báo nào nói rằng là những người ở trong này là loạn luân, là quan hệ huyết thống. Cậu là luật sư, cậu vừa rồi cậu mới bảo vệ án hình sự đây mà. Cậu không hiểu thế nào là khởi tố vụ án à? Vậy bây giờ tôi hỏi cậu, khởi tố bị can chưa? Vậy tại sao phải mở rộng điều tra? Cậu đưa ra giả thuyết, đó là giả mồ côi, giả chùa, để cho những người mạnh thường quân, họ tưởng thật, họ chuyển tiền về cho, đúng không? Ủa như vậy là trước giờ cậu rất ít làm án hình đúng không? Đâu có phải là cái yếu tố giả chùa, giả mồ côi là nó cấu thành cái lừa đảo chiếm đoạt tài sản đâu? Cậu làm ơn cậu nghiên cứu dùm cho tôi 4 cái yếu tố nó mới cấu thành được cái tội này. Bây giờ người ta đưa thông tin ra là lừa dối cộng đồng, giống như cậu nói là họ giả chùa, họ giả mồ côi. Vậy tôi hỏi các cậu, họ có lên xin tiền để nuôi trẻ mồ côi không? Tôi đã yêu cầu các cậu đưa cho tôi một cái clip mà người ta lên, những người trong này, người ta lên người ta xin tiền để nuôi các trẻ mồ côi. Không đưa ra được, toàn nói cái vỏ mồm. Bản thân cậu cũng nói cái vỏ mồm không? Cậu đã nói kết quả ADN, cậu đã nói người ta loạn luân từ lâu rồi mà. Tiếp theo, tôi cứ cho là cậu đúng, tôi giả dụ nha là cậu đúng, người ta giả mồ côi. Vậy bây giờ tôi hỏi cậu, có cái clip nào người ta lên người ta nói rằng là ở đây chúng tôi nuôi những người trẻ mồ côi, chúng tôi không đủ tiền nuôi, xin cộng đồng mạng hãy chuyển tiền giúp đỡ cho chúng tôi nuôi những cái đứa trẻ này không? Đưa ra một yếu tố là người ta lừa dối, mà không ra đưa ra được yếu tố là người ta xin tiền, nhận tiền. Khi nào người ta nói chúng tôi nuôi trẻ mồ côi, 10 đứa bé này nuôi trẻ mồ côi, hãy giúp chúng tôi nuôi trẻ với. Mạnh Thường Quân bắt đầu ào ào chuyển tiền vô. Sau đó phát hiện ra không phải là trẻ mồ côi, mà là con đẻ của những người ở trong này thì mới cấu thành tội nha. Còn ở đây họ nói 10 đứa trẻ đó họ lụm ở đây, ở A, ở B, ở C, đó là mồ côi. Vậy còn cái vế còn tiền còn lại, thế họ đưa ra cái mồ côi đó, họ có xin tiền cái Mạnh Thường Quân không? Hay là Mạnh Thường Quân tự nguyện móc tiền túi ra, thấy tội nghiệp quá cho họ. Và bây giờ tôi sẽ liên tưởng đến cái hợp đồng trao tặng. Bây giờ tôi liên hệ thực tế luôn đi nè. Hiện nay những cái người lao động chính đã đi tù hết rồi, chỉ còn những người phụ nữ và trẻ con và cái ông già. Thế hiện nay họ có lên xin tiền mạng xã hội không? Mà tại sao những mạnh thường quân ở nước ngoài tự nguyện tặng cho họ một số tiền lớn để xây nhà cho nó hoàn thành rồi á? Những cái cửa, những cái gì đó họ có lên họ xin không? Hay là tự tìm hiểu rồi Mạnh Thường Quân giúp cho họ, họ có lên họ xin không? Bây giờ thực tế nè, bây giờ liên hệ thực tế đi. Bây giờ chỉ có một mình ông Nhất Tuệ dẫn đi bán rau lắm luôn hả? Tôi biết là cái thông tin mà tôi có một khóa học khai mở cái gì á, nghe nhiều quá mệt. Sẽ giải thích cho các bạn là lý
họ nói là họ không có nhận kết luận giám định, vậy thì lý do vì sao mà luật sư cũng có, thì đó thì cũng đặt một câu hỏi ha, bởi vì chúng ta biết là anh đưa cho tôi cái clip đó đi, bởi vì nói là tôi lãnh đạo, bởi vì trong đó có rất nhiều trẻ em mà chúng ta biết rằng nếu như mà công bố công khai, công bố công khai thì sẽ ảnh hưởng đến cái danh tính các cháu bé và ảnh hưởng đến cái việc mà phát triển bình thường của các cháu bé sau này. Thôi đi ông cố, ông đã giới thiệu là luật sư mà ông còn nói tính chất nhân đạo ở đây, ông nói như vậy chỉ sử dụng trong xét xử, nhân đạo không sử dụng trong điều tra và truy tố. Nếu như cái tính chất nhân đạo mà chỉ sử mà sử dụng trong điều tra và truy tố, xã hội này nó loạn lên vì tội phạm à? Có đúng, tôi có nói đúng không? Cái tính chất nhân đạo mà được vận dụng trong điều tra và truy tố thì cái xã hội này nó sẽ loạn lên vì tội phạm đó. Mà bây giờ Trần Quốc Vũ nói vì cái tính chất nhân đạo, vì cái sự phát triển bình thường của các bé, không công bố danh tính. Tôi đã nói cái này về trên tác cộng đồng của tôi rồi. Tính chất nhân đạo không bao giờ sử dụng trong cái điều tra và truy tố. Nếu như tính chất nhân đạo sử dụng trong điều tra và truy tố, cái xã hội nó sẽ loạn lên vì tội phạm à? Có phải hiện nay tội loạn luân nằm ở trong bộ luật hình sự là điều 184 không? Trần Quốc Vũ, cái hành vi loạn luân là phải chịu trách nhiệm hình sự tối đa là 5 năm. Mà cậu lại dũng dắt, cậu cho rằng là vì cái nhân đạo người ta mới không không công bố và không có truy tố và vì phát sự cái chuyện bình thường của những đứa trẻ này, nó nằm ở trong bộ luật hình sự làm gì hả? Cái tội loạn luân nó nằm trong bộ luật hình sự làm cái gì mà để cho nhân đạo? Cái tính chất nhân đạo chỉ sử dụng ở trong xét xử của tòa án. Nếu như phạm nhân đã nhận ra cái lỗi lầm của mình mới có cái điều 51, đó là giảm án. Chỉ cần hai tình tiết ở khoảng 1 điều 51 là sẽ được lên khung liền kề. Đó là tính chất nhân đạo của nhà nước. Còn ở trong truy tố và trong điều tra hoàn toàn không có tính chất nhân đạo ở đây nha. Nếu như có hành vi loạn luân xảy ra, tổ chức năng khi nhận được cái kết quả giám định ADN, nên nhớ là cái kết quả giám định ADN này của bên phân viện khoa học hình sự của Bộ Công an, trong đó sẽ kết luận hết đầy đủ hết rồi ai quan hệ với ai, ai quan hệ huyết thống với ai, ai con của ai, ai trùng huyết, đầy đủ hết rồi, không thể nào qua mặt được những người hiểu pháp luật. Bản thân tôi cũng đã có một cái kết luận giám định này nhưng không thể nào đưa lên được, bởi vì khách hàng không đồng ý, đưa lên là đi tù chết. Cho nên tôi biết trong cái giám định của bên Bộ Công an họ đã kết luận đầy đủ, công an chỉ căn cứ vào đó mà khởi tố vụ án, khởi tố bị can thôi, không cần phải nói để xem xét ABCD gì nữa hết đó. Vì vậy nếu như có hành vi loạn luân, việc đầu tiên hết đó là cơ quan cảnh sát điều tra sẽ phục hồi ra quyết định, phục hồi nguồn tin tố giác tội phạm về tội loạn luân, sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt. Còn những cái đứa trẻ đó sẽ đem gửi cho trung tâm mồ côi của nhà nước, giấu danh tính hết của những cái đứa bé đó. Làm gì có chuyện mà không công bố danh tính, không công bố vì lý do nhân đạo? Lý do rất đơn giản, họ có phạm tội đâu mà công bố. Các bạn nên nhớ, họ phạm tội là công bố ngay, bắt ngay và công bố. Họ phạm tội loạn luân thông qua cái kết quả giám định ADN. Làm gì mà có cái chuyện không công bố vì cái tính chất nhân đạo, vì sự phát triển bình thường của đứa trẻ. Không bao giờ cái danh tính của đứa trẻ được phân bộ ra mà sẽ bắt, bắt những người lớn. Và không cần mà có cái hành, có cái hậu quả là ra đời của những đứa trẻ. Chỉ cần có quan hệ giao cấu với người trong phạm vi 3 đời là đã đủ rồi. Cậu là luật sư mới cải án 331 đây mà nói cái kiểu này. Nếu như một người luật sư có kinh nghiệm, người ta nộp lên người ta hiểu rồi, chẳng cần đến đợi đến cái đọc cái kết quả ADN của người ta. Nên nhớ rằng là khi kết quả giám định của Bộ Công an đã đầy đủ trong cái hồ sơ rồi, quan hệ huyết thống như thế nào đầy đủ,
mà tại sao khởi tố vụ án không khởi tố bị can mà phải mở rộng điều tra? Cái gì hành vi tôi đang nói về cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó rất đơn giản. Cái mồ côi, cái giả tu nó không đủ yếu tố cấu thành tội phạm này. Bởi vì Mạnh Thường Quân chuyển vô, chuyển tiền vô, phải có một cái hợp đồng hoặc một cái giao dịch bằng văn bản rõ ràng. Tôi chuyển cho anh số tiền này để cho anh nuôi những đứa trẻ mồ côi, và anh không làm đúng, có nghĩa là anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi. Bây giờ tôi trở lại cái vụ 11.000 đô của cái thằng hai mặt. Chính nó cầm 11.000 đô đó vô, cầm hai lần. Nó nói rằng là cái kênh YouTube của nó bị đánh gậy bản quyền, và Mạnh Thường Quân giúp cho nó 5.000 đô. Nhưng mà thực tế là cái kênh của nó không bị cái gì hết. Và cái Mạnh Thường Quân tên Lan đó, nhờ nó cầm vô cho ông Lê Tùng Vân hai lần, một lần 5.000 đô và một lần 6.000 đô. Tôi nhớ tôi có coi cái clip đó. Nó chỉ nói rằng là người ta tặng, mà nó vô nó còn nói dối là 5.000 đô này người ta tặng cho nó tặng luôn cho thầy ông nội. Sau đó rồi Nhất Nguyên hay Hoàng Nguyên gì đó mới gọi điện thoại qua cho người bên kia, đúng không? Tôi có nói sai không? Và người ta giải thích rất rõ. Cái chuyện này tôi nghĩ là ai là fan của Thiền Am từ thời đầu tiên là sẽ biết ngay cái chuyện này. Nó làm cái gì? Mà giống như nó nói là những người ở trong này nên nhớ rằng là cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nó khác với cái 331. 331 chỉ cần lời nói mà vu khống, xúc phạm cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân là dính. Nhưng cái điều 331, cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, phải có một cái hợp đồng, phải có một cái tiếng nói. Không có nghĩa là nộp cái giao dịch 11.000 đô đó vô là đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Căn cứ vào cái đơn khởi tố của nó, cái đơn tố cáo của nó trình bày ở trong đó. Nhưng mà bây giờ cái lệnh chuyển tiền nó trích xuất ra, người ta có ghi trong đó là chuyển tiền nuôi trẻ mồ côi không? Và giữa hai bên, đó là bên người những người trong tỉnh Thất Bồng Lai với lại cái Mạnh Thường Quân 11.000 đô đó, có chat qua tin nhắn với nhau giao dịch không? Là tôi chuyển về cho anh 11.000 đô này để anh nuôi các trẻ mồ côi không? Hả? Cậu là luật sư, cậu phải hiểu rằng là cái yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hồi đó chính cậu cũng binh vực cho bà Nguyễn Phương Hằng, thư ông Võ Hoàng Yên về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cuối cùng lòi ra cái gì? Nguyễn Phương Hằng tự nguyện cho Võ Hoàng Yên 183 tỷ. Cơm không lành, canh không ngọt đi thương người ta. Cậu nói có sai không? Thời gian đó cậu ủng hộ Nguyễn Phương Hằng mà. Có phải là cái bà Nguyễn Phương Hằng nổ ra cái drama là do 183 tỷ này không? Giữa Nguyễn Phương Hằng và Võ Hoàng Yên có cái giao dịch gì không? Có cái giao dịch đi làm từ thiện. Thì ông Võ Hoàng Yên ông đã trưng ra hết tất cả những cái bằng chứng ổng đi làm từ thiện. Thì bây giờ còn nói cái gì nữa? Còn những cái Mạnh Thường Quân chuyển tiền về cho những người trong tỉnh Thất Bồng Lai này, trong và ngoài nước luôn. Giữa những người trong tỉnh Thất Bồng Lai, hả? Giữa những người trong tỉnh Thất Bồng Lai này và cái Mạnh Thường Quân đó có một cái giao dịch không? Lập thành đen bản. Bây giờ tôi nói tôi không cần khởi tố vụ án, là người ta căn cứ vào cái đơn thừa, những cái lệnh chuyển tiền đó người ta khởi tố. Vậy tại sao phải mở rộng điều tra? Mở rộng điều tra là qua các kênh YouTube khác đó. Rồi bây giờ là cậu ta cũng nói nữa nè, khởi tố ba tội danh. Tôi nhớ rằng là cơ quan chức năng công an tỉnh Long An người ta đã khởi tố ba vụ án. Khởi tố ba vụ án đó là tội lũng loan, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xúc phạm quyền hợp pháp của cơ quan tổ chức. Thì rõ ràng là người ta đã khởi tố ba tội danh mà. Thì giờ người ta đến thu thập tài liệu chứng cứ hoặc là điều tra những cái vụ việc liên quan tới hai tội danh kia cũng là bình thường. Đâu có gì đâu mà lạ lùng ta. Mà sao mà họ cũng khiếu nại thắc mắc là báo chí họ biết sai. Đó các bạn nghe không? Trần Quốc Vũ cũng nói là họ đã bị khởi tố ba tội danh rồi đó nha. Cũng chính miệng Trần Quốc Vũ nói á, để khỏi nói là vu khống. Anh nhớ rằng á, là cơ quan chức năng công an tỉnh Long An người ta đã khởi tố ba vụ án. Khởi tố ba vụ án đó là tội lũng loan, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xúc phạm quyền hợp pháp của cơ quan tổ chức. Thì rõ ràng là người ta đã khởi tố ba tội danh mà. Thì giờ người ta đến thu thập tài liệu chứng cứ hoặc là điều tra những cái vụ việc liên quan tới hai tội danh kia cũng là bình thường. Đâu có gì đâu mà lạ lùng ta. Mà sao mà họ cũng khiếu nại thắc mắc là báo chí họ biết sai. Sao Trần Quốc Vũ?
khởi tố 3 tội danh. Cuối cùng 3-1 và 2 tội kia nó chạy đâu mất tiêu rồi. Bây giờ tôi nói là nói với cậu tôi rất là mệt. Cậu làm ơn á, giữ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp giùm. Có thì nói, không có thì thôi. Cậu mày đặt lên clip nói tôi với lại anh sĩ, tôi nói thẳng với cậu, tôi chẳng cần coi kết quả làm gì, tôi chỉ cần coi động thái của cơ quan chức năng. Có cái kết luận giám định, kết quả giám định ADN rồi, cậu bữa nào á cậu coi có ai quen á, cậu hỏi cậu mượn cái đó đi, ở trong cái đó nó đầy đủ hết cái giám định ADN á, cái kết luận của bộ công an đó, phân viện khoa học hình sự bộ công an nằm ở phía nam á, nó đầy đủ hết rồi. Ai là con ai, ai là cha của ai, ai là cái này nọ đủ hết. Không cần phải hỏi đến cơ quan chuyên môn nữa hết. Mà tại sao khởi tố vụ án về lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rất mà bây giờ phải mở rộng điều tra. Mà cái yếu tố cấu thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản đâu có phải dễ dàng, giống như là 331. 331 chỉ cần clip và lời nói là đủ. Nhưng bây giờ, hiện nay, 11.000 đô đó, thằng hai mặt nó chuyển vô trong đó. Vậy cái lệnh chuyển tiền đó và giữa những người trong thiền am có cái thỏa thuận gì bằng văn bản là 11.000 đô này tôi chuyển vô để nuôi những cái trẻ mồ côi không, hay là lệnh chuyển tiền đều để chống sống nhăn chống chân, không có một cái giao dịch gì hết. Thậm chí hiện nay những cái mạnh thường quân ở nước ngoài họ thấy tình hình những người ở trong này, tình hình của ông cụ quá yếu, họ muốn gửi mua yến, họ chuyển tiền về cho bất cứ nhà dịch vụ nào ở Việt Nam, họ mua yến và cái nhà dịch vụ cung cấp đó chuyển vô trong tỉnh Thất Bồng Lai thì liên quan gì? Cái đó là họ tự nguyện họ tặng đó, họ tặng cho những người ở trong này á. Nên nhớ một điều rằng là cái người đưa ra thông tin đó là ở đây là những cái đứa trẻ mồ côi, ở đây là giả tu, ở đây là chùa, nhưng tôi đã yêu cầu và xin luôn cho tôi coi cái clip nào mà những người ở đây họ lên là họ xin tiền, họ vận động tiền để nuôi những cái đứa trẻ này. Toàn nói là nói thôi, không ai đưa ra được. Cứ chờ đi. Còn riêng về cái hành vi loạn luân, chính miệng cậu cũng đã nói có loạn luân rồi mà. Cậu đã nói bao nhiêu lần rồi, mà bây giờ chính miệng cậu cũng nói khởi tố 3 vụ án đó. Ủa vậy giờ làm sao vậy? 2 vụ án kia nó chạy tọt nó mất rồi. Cậu á, làm ơn có đạo đức nghề nghiệp một chút. Bao nhiêu năm nay rồi cậu đã vu khống người ta, đặc biệt là cái cô Trân Ngọc Xuân, là Bùi Kim Trâm á. Vậy bây giờ cái đứa bé đó là còn là đứa nào vậy Vũ? Cậu nói là cô ấy sinh con, vậy cái bé đó là bé nào? Cậu cho tôi biết đi, đứa nào là con của cô Bùi Ngọc Trâm vậy? Và cậu làm ơn á, mở dùm cho tôi cái hợp đồng trao tặng ra nha. Cái hợp đồng trao tặng, mở ra. Trao tặng là sự thỏa thuận của hai bên. Bên được tặng là chuyển cho bên được tặng cho, mà không yêu cầu đền bù, và được tặng, người được tặng cho đồng ý nhận. Điều 457, hợp đồng tặng trao tài sản. Hợp đồng tặng trao tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận. Vậy bây giờ cái những cái tiền quà của bên Mạnh Thường Quân tặng cho bên những người tỉnh Thất Bồng Lai này, họ không có một yêu cầu gì hết, và những người ở trong tỉnh Thất Bồng Lai nhận, thì tôi hỏi cậu, họ lừa đảo ở chỗ nào, họ chiếm đoạt tài sản ở chỗ nào, họ chiếm đoạt tài sản ở chỗ nào? Điều 457 đó là cái hợp đồng tặng cho, người ta cho mà không yêu cầu phải đền bù, và những người ở trong tỉnh Thất Bồng Lai đồng ý nhận. Khi mà cậu chia sẻ, cậu phải nói cho hết, cậu phải phân tích ra. Khởi tố vụ án chỉ là cái bước đầu khi thấy có dấu hiệu, nhưng mà tại sao bây giờ phải mở rộng điều tra? Mở rộng điều tra, có phải là Nguyễn Phương Hằng sau khi bị bắt xong rồi mới mở rộng điều tra không? Bởi vì cái hành vi phạm tội của Nguyễn Phương Hằng quá rõ,
sau khi bị bắt xong mới mở rộng điều tra để đồng phạm. Còn những người ở đây họ bị mở rộng điều tra là có hai khả năng. Một, những cái đứa bé đó là mồ côi thật sự, nhưng mà những cái kênh YouTube, những cái người mà là fan của Thiền Am đứng dậy, đứng ra vận động tiền và chuyển vô cho họ, thì cơ quan điều tra khi có đủ bằng chứng sẽ bắt những người này, và những người này buộc phải khai ra cái số tiền nhận đó chuyển vô cho ai. Đó mới gọi là mở rộng điều tra. Còn nếu như trong 10 đứa trẻ này, tôi giả dụ có 2 đứa trẻ không phải là mồ côi, tính như thế nào đây? Bởi vì chính cậu đưa ra giả thuyết là họ nói những đứa trẻ trong đó là mồ côi. Thì bây giờ trong 10 đứa đó có 2 đứa trẻ đó là mồ côi, 2 đứa trẻ không phải mồ côi mà 8 đứa là mồ côi, thì họ có lừa không? 8 đứa là mồ côi thật sự mà, chỉ có 2 đứa trẻ không phải mồ côi thôi, thì cũng đâu có nói họ lừa đảo. Chịu đình chỉ à? Đình chỉ, nghe đình chỉ rồi sao cho truyền thông? Thì bây giờ luật sư bên Thiền Am, họ đã cầm trong tay cái kết quả giám định ADN này đó. Chương trình của họ là bắt đầu khởi kiện rồi đó. Họ cứ để vậy đó coi làm sao. Họ chờ nhận cái bản án của 331 này để coi coi có làm phúc thẩm hay không, có làm giám đốc thẩm không. Sau khi mà giám đốc thẩm rồi bắt đầu, họ đã lập phi bằng hết rồi mà. Bây giờ báo chí từ khi có đăng kết luận đến nay, có cái tờ báo nào dám nói thẳng là loạn luân nữa không? Có một chữ, một dòng nào gọi là loạn luân không? Toàn là đang theo kiểu cà phê sữa, ai muốn hiểu hiểu. Thậm chí bữa nay có người nhắn vô số điện nhắn vô cái message của tôi, nói tôi rằng là họ đã có hành vi loạn luân rồi, cơ quan điều tra đã kết luận rồi, còn bảo vệ gì nữa. Tôi hỏi một câu, cho tôi xem cái tờ báo nào từ khi có kết quả ADN đến nay đăng thẳng chữ là loạn luân luôn đây, rồi tôi mới nói chuyện. Còn họ đăng cái kiểu nửa nạt nửa mỡ, đó là do trình độ của quý vị, trình độ hiểu biết pháp luật của quý vị cao quá cho nên họ mới dẫn dắt được. Còn đối với chúng tôi không có thể nào dẫn dắt nổi. Khi nào đăng thẳng ra thì mới tính hết. Còn mà nửa nạt nửa mỡ kiểu đó, một cái kết quả giám định ADN mà tới vận động người ta ra nhận, người ta không ra nhận thì nhờ ủy ban nhận dùm. Nếu như có hành vi vi phạm pháp luật, không có cần phải vận động mà là xe thùng tới bắt luôn. Chuyện rất đơn giản.